Cả nhà ơi, vào Lai Sanh Sale nha. Bây giờ hôm nay là sale tàn tật luôn các chị ơi, khỏi cần lo về giá nha các chị. Cái gì cũng sale hết. Và hôm nay có các sản phẩm mới nữa. Thì các chị nào mà mình muốn xem mẫu mới cứ báo em nha, để em like cho các chị mình xem luôn. Rồi bây giờ mẫu đầu tiên nè. Mẫu này là 1384 nè các chị. Giờ em còn có hai size thôi, đó là size M và size L nha. Thì hôm nay em chi ăn cho nhà mình luôn 199.000 tầm này thôi. Rồi trước cái chị mua mẫu này 349 ha. Này còn ít à, xả luôn nha các chị. 1384. Rồi hôm nay nhiều mẫu sale lắm, các chị cứ từ từ theo dõi nha. Bây giờ thì mẫu này thì em còn hai size là size M, size L, 40kg đến 58kg mình mặc vừa luôn. Coi giảm nhiều lắm này các chị. Đó, cái mẫu này ai đang mặc size L, các chị giảm xuống size M mặc vẫn được luôn nhé. Và chị nào đang mặc XL thì mẫu này mình mặc size L mặc được luôn. Đầm này thì có túi nha, túi phía đằng trước nè. Một bên này túi thật, còn một bên này sẽ làm trang trí nha cả nhà. Rồi phía đằng sau đây, đầm này vải của nó là poly 2 da. Đây các chị nhìn trên cái chất rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chất đẹp lắm, phía phần tay với phần trên váy rất có tua rua nè. Rồi 199.000 nha, 199.000 mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này lên đơn liền cho em nha, 40kg đến 58kg mặc vừa. 40kg đến 58kg mình mặc vừa bộ đầm này luôn nha. Có cho mình hai size cuối cùng nha. Đó, rồi chị nào mình ưng lên đơn luôn nè cả nhà ơi. Bây giờ em qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác nữa nha. Có chị nào mình lấy mẫu nào nhớ tranh thủ lên đơn liền cho em luôn nha. Đợi em vài giây nha. Tiếp theo, lên sale thêm cho các chị mình. Mẫu này em còn size M nè. Eo 72, 73 chữ xuống mặc vừa nè. Rồi chị nào mình lấy cứ lên đơn cho em nha. Đây 1354 đằng sau có cán đang treo nè. Rồi đây 1354 em chốt cho nhà mình ngày hôm nay là 99.000 thôi các chị. 99.000 mẫu này nha, hai lớp. Rồi có phố túi cho mình phía bên phải, phố nút cho mình nữa. Rồi đầm em đang mặc mã 1354 và sale ngày hôm nay cho cả nhà mình đây với giá chỉ có là 99.000, sale lỗ vốn luôn. Sale lỗ vốn luôn các chị ơi. Giá quá là hời đi. Rồi ai lấy mẫu này các chị nhanh tay nha cả nhà. Cái tông màu này dễ mặc không kén da, 1354 chốt còn 99.000 đồng. Mà 52 53 ký chữ xuống mặc vừa nha cả nhà. Rồi các chị ơi, tranh thủ lên đơn liền nha. Đầm em đang mặc mã sản phẩm là 1354 chốt ngày hôm nay cho nhà mình luôn với giá chỉ có 99.000 thôi. Đợt trước mẫu này bán 299 và hôm nay còn mấy cái size M cuối cùng thôi. Không biết ở đây có chị nào vừa size M không? Chị nào vừa size M mình lên đơn luôn đi cả nhà. Hôm nay chị nào size M là may mắn lắm luôn á, tại vì các chị sẽ có cơ hội săn được rất là nhiều đầm mà bên em đang sale là sale lỗ vốn luôn. Đó, các chị tranh thủ mình theo dõi like, ưng mẫu nào các chị lên đơn nha. Mã em đang mặc đây là DA1354 chốt với giá là 99.000 thôi. Quá rẻ luôn các chị. Rồi bây giờ thì em sẽ lên tiếp cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Rồi chờ em một chút nha. Giờ em sẽ lên cho mình xem kẻ đi. Xem kẻ lên đầm đủ size luôn nha cả nhà. Em có cái mẫu maxi này tầm khoảng là các chị tầm khoảng là 80kg chị. 78 hoặc 80kg chịu xuống vẫn vừa nè. Chờ em vài giây nha. Em mặc lên cho các chị xem cái mẫu maxi này nè. Đây nè các chị, đây là DA1425. Cái này em có túi hai bên và các chị để ý là cái von này là von gân ấy, thì nó rất là dễ mặc và nó cũng có co giãn nữa. DA1425 này ngày hôm nay thì em sale với giá chỉ có 299.000 thôi. 299.000 đồng mẫu em đang mặc nha. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì các chị nhớ nhanh tay lên đơn hàng liền cho em nè. Mã 1425 đẹp lắm. Túi nè, rồi hai lớp nè. Cái chất vải thì mát mà nó không có bị nhăn luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn mà chỉ có 299 thôi. Đầm maxi đó cả nhà ơi, xuất sắc luôn.
299.000 đồng mẫu đầm này giá quá hời luôn. Ai ơi mẫu này thì các chị nhớ tranh thủ lên đơn liền nhá. Ở đây em K1B62 phong này mặt già tới đầu tới cổ chân nè các chị. Rồi cái tông màu này dễ mập và không kén da đâu ạ. Đầm này em chốt luôn là 299.000 đồng. Mẫu này thì đủ size tầm 78-80kg trở xuống vẫn được mặc được nha các chị. Vẫn mặc vừa nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng cho em luôn nha. Nhanh tay nào cả nhà ơi, chuẩn bị qua mẫu khác luôn. Rồi chị nào mà mình thích mẫu nào thì mình cứ đặt sớm giúp em nha. Mã em đang mặc đây á là DA 13 1425 nha. 1425 và kèm cho em số điện thoại nha. 1425 trước giá là 299.000 đồng. Rồi ưng mẫu này thì các chị nhớ là nhanh tay nha cả nhà. 299.000 đồng mẫu em đang mặc nha. Rồi bây giờ em xin kể lên thêm cho mình những cái sản phẩm khác nha. Rồi chờ em một chút nha, em lên một cái mẫu này thì em sale lỗ luôn nè. Giá 99.000 thôi. Cái mẫu này thì tầm khoảng 40kg đến tầm 55kg vẫn vừa nha cả nhà. 40kg tầm 55 hoặc 56kg vẫn được. Tại vì cái vải của cái mẫu này thì nó là lụa mango nên là dễ mặc lắm các chị. Rồi chờ em một chút nha. Đây 1329 nè cả nhà, các chị xem màu của nó nè. Cái mẫu này á chưa co giãn là eo nó 72 mà co giãn rồi á mình kéo giãn ra là eo nó 76 luôn á nha cả nhà. Nên là cái mẫu này cái trung bình tầm khoảng 56kg trở xuống các chị mặc vừa luôn. Đầm em đang mặc mã sản phẩm là DA 1329 nha. 1329 em chốt hôm nay cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có 99.000 mà thôi. Có túi hai bên, phối nút ngọc phía trước, vải lụa mango mình mặc nó rất là mát luôn. Rồi chốt với giá là có 99.000 thôi. Cái tông màu này các chị mặc trắng da lắm luôn á cả nhà. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha, giá sale cực rẻ luôn. Có 99.000 cái mẫu này thôi nè. Còn ít nha cái chị, các chị nào nhanh là sẽ còn, chị nào chậm em sợ nó hết hàng thì tiếc lắm luôn. Em cao 1m62 phong này dài qua gối như thế này nha. 1329 99.000 đồng cả nhà ơi. 40kg đến 56kg mình mặc vừa nha. 40kg đến 56kg mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị cứ đặt hàng sớm giùm em. Chị Ngọc Trang chốt 1329. Ok chị Minh Thơm chốt 1329. 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Siêu rẻ luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhớ nhanh tay lên đơn liền cho em luôn nha. Ngay lúc này để em chịu hẹn luôn cả nhà. Rồi các chị mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Chuẩn bị em lên thêm cho mình một cái đầm vest nữa nè. Đầm em đang mặc mã 1329 thì chất của nó là lụa mango. Lụa mango này vừa mát vừa êm, lại không hề bị nhăn nhậu nha cả nhà. Khi mình mặc lên người nó rất là dễ chịu luôn. Rồi em chốt hôm nay cho nhà mình chỉ có giá là 99.000 đồng. Ưng mẫu này các chị đặt liền nha. Tại vì hết chương trình sale thì em không còn áp dụng giá này nữa. Rồi chị nào mình thích mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. 1329 và kèm số điện thoại cho em nha. Chốt đơn luôn trên like 99.000 đồng. Ok chị Ngọc Loan em lên đơn nha. 1329 99.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nha. Hôm nay sale nhiều mẫu lắm cả nhà ơi. Rồi xem kể lên đồng đủ size. Xem kể em lên cho mình cái mẫu này nó đủ size nè. 40kg đến 65kg mình mặc vừa nè. Rồi mình đợi em một chút nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào nhớ nhanh tay lên đơn liền cho em ha. Đây này các chị. 1329 ok chị Hà Anh Lê. Rồi các chị ơi đầm em đang mặc mã 1408. Nếu mà hôm nay các chị đặt hàng đi thì á tặng thêm cho mình cái dây cột eo. Đó. Và cái này thì sale có 299 nè các chị. Các chị cứ để ý live stream á, em mặc cái mẫu này rất là nhiều. Và cột cái dây này nè, cột nhiều lắm. Nhưng mà các chị thấy nó rất là bền. Nó bền lắm, nó không bị bung chắc da ra đâu cả nhà ơi. Rồi nên là các chị ơi hôm nay cái quà tặng xịn sò này luôn. Các chị đừng nên bỏ qua nha. Đó, mình tháo ra mình phối với đầm này đầm kia đều được. Và không chỉ là cái dây. Cái dây nó mình xài rất là
Êm chị mây luôn, mà còn là cái chất vải của nó như cả nhà. Cái vải của nó mặc rất là mát, có độ dày dặn vừa phải, lên form chuẩn, và mình mặc nó sờ vô cái mặt vải nó mướt là mát dễ chịu cực kỳ luôn á. 1408 chốt là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này nha cả nhà. Đó, chị nào mình lấy mẫu này nhớ nhanh tay lên đơn nha. Họa tiết sọc thì cái chuyện mặc lên nó gọn người và che khuyết điểm tốt cho mình nha. 1408 nha, 299.000 đồng. Rồi, nhanh tay nào cả nhà ơi, lên đơn hàng sớm để chịu hàng nha. Em cao 1m62, form đầm để mặc dài tới đây nè, dài qua gối như vậy nè. Tùy chiều cao mỗi người thì cái chuyện mình mặc dài ngắn khác nhau, có gì mình canh giúp em nha. 1408 với giá em sale ngày hôm nay 299.000 đồng thôi. Tặng kèm dây nha cả nhà ơi, tặng kèm dây đai cho nhà mình. Rồi ok, 1408 cho chị Nguyễn Chi, 1408 cho chị Ngọc Lan, 299.000 đồng mẫu đầm này nha. Ai lấy mẫu này thì các chị nhớ nhanh tay đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để chịu hàng nào. 1408 nha, có 299.000. Form rất là chuẩn nè và gọn người cho mình. Những cái mẫu này các chị mặc đi làm cũng được, đi tiệc cũng được, đi chơi cũng được cả nhà, không hề bị kén tuổi luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em nhé. DA1408 và kèm số điện thoại cho em nào. Em chốt ngày hôm nay cho nhà mình với giá là chỉ có 299.000 đồng nha cả nhà. 299.000 đồng mẫu em đang mặc nha. Rồi chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn liền cho em ha. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mình mẫu nữa nè. Rồi chờ em một chút xíu nha. Đầm 99.000 vẫn còn rất là nhiều, thậm chí ta có cả 89.000, 69.000 luôn. Các chị mình đợi em một xíu, tí nữa em sẽ lên dần dần nha. Bây giờ em sẽ mặc cho mình một cái mẫu đầm này nó đủ size nè. Từ 40kg đến 65kg mình mặc vẫn vừa nè. Đây là 1403. Rồi các chị ơi, DA1403 mẫu đầm này thì sale cho mình luôn. Chỉ còn có 259 nè các chị. Các chị ơi, mẫu này đủ size luôn nha. Cả nhà hàng mới luôn mà sale có 259.000 thôi nè. Siêu rẻ luôn nha các chị. 40kg đến tầm khoảng 65kg mình mặc vừa. Cái màu này mặc lên da là bao trắng luôn. Và các chị ơi, có túi nha. Mẫu này có may túi hai bên cho mình. Và mẫu này may là 7 mảnh á. Đằng trước 3 mảnh, đằng sau 4 mảnh ghép lại với nhau nha. DA1403 nha. 1403 trước giá là 299.000 đồng. Rồi ai lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm cho em nào. 1403 và kèm số điện thoại cho em nha. 299.000 đồng mẫu em đang mặc nha. Và có 4 size ML, XL với lại là 2X luôn. Các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. DA1403 và kèm trên số điện thoại nha. 259.000 thôi nè. Đó, chất rất là mềm luôn á, vừa mềm vừa êm lại vừa mát. Có co giãn nhẹ cho các chị mình ha. 40kg đến tầm khoảng là 65kg vừa. Đây mà còn hơi rộng các chị. Đó, các chị mặc vừa form là rất là đẹp luôn nha. Hoặc là các chị mặc kiểu form rộng rộng vậy cũng được cho thoải mái. Để mà, ví dụ như chị nào có vòng bụng ấy, thì mình mặc mẫu đó, mình mặc mẫu này á, thì nó rộng rãi thì nó che được cái phần bụng cho mình luôn. Mã này của em là 1403 nha. Em chốt ngày hôm nay cho mình là 259.000 đồng. 259.000 đồng mẫu em đang mặc nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em luôn nè. Nhanh tay nào cả nhà ơi, giá rất là rẻ luôn. Rồi một cái sản phẩm mới nha các chị, mà giá có 259 nè. Chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ đặt hàng sớm giùm em luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi xong mẫu này chưa các chị? Xong mẫu em đang mặc chưa cả nhà ơi? Tầm em đang mặc mã sản phẩm là DA1403 nhá. Trước giá là 259.000. Rồi tiếp tục em qua mẫu khác nè.
Đây là 1364. Đây là DA 1364 nha các chị ha. Rồi mẫu này em chốt ngày hôm nay cho các chị mình luôn. 89.000 nha các chị. Cái này em còn mờ nha. Có túi phía bên phải và phối nút ngọc nè. Cái vải là vải lụa nha các nhà. Mặt nó mát. Và cái form này nó dễ mà. Cái tông màu thì các chị thấy đó, màu rất là ngọt ngào, dễ thương luôn. Không kén da luôn. 1364 này em sale hôm nay cho mình có 89.000 mà thôi nè. Đó, chị nào mà mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng cho em nha. 1364 kèm số điện thoại nha cả nhà. Vải này mặt mát á. Đó, cái form này ha, mặc rất là đẹp luôn, rất là xinh luôn. Mà em chỉ còn có size M à. Size M là coi như là eo của mình là tầm khoảng 68-70 trở xuống vừa nha. Tại cái form này nó hơi nhỏ. Chứ bình thường size M của những cái mẫu khác là eo nó tầm khoảng là 72 nha cả nhà. Chưa tính độ co giãn. Còn cái mẫu này chỉ tầm khoảng là 68-70 thôi nha. Đó, cái gì mình đo giúp em vòng eo xem sao. Nếu mà vừa mình đặt luôn nha, 89.000 cái giá này em sẽ tặng nha. Đó, 1364. 1364 chốt giá là 89.000 đồng. Ai ưng mẫu này thì các chị nhớ lên đơn liền cho em nè. 1364 giá sốc luôn các chị ơi. Chị nào mình ưng mẫu này nhớ lên đơn liền cho em nha. Rồi ok chị Thúy, em cảm ơn chị đã chia sẻ like nha. Rồi cả nhà ơi, đầm em đang mặc mã 1364 sale hôm nay cho mình với giá là có 89.000 đồng thôi nè. Rồi chị nào mình thích mẫu này thì các chị nhớ đặt hàng liền cho em nha. Rồi chờ em một chút, em qua thêm mẫu khác cho mình ha. Đây này cả nhà ơi, em lên mẫu này mã sản phẩm là DA1409 nha. DA1409 này là em đang có cho mình 4 size luôn ha. M, L, XL với lại là 2X luôn ạ. Rồi ngày hôm nay mẫu này em chốt luôn với giá chỉ có 299.000. Và điểm nhấn mẫu này chính là cái phần dập ly phía dưới này nè các chị. Rất là nét luôn các chị ơi. Xếp ly rất là đều luôn và nét căng này cả nhà ơi. Quá đẹp luôn, cái mẫu này lúc mà các chị bước đi hay các chị ngồi là xuất sắc luôn nha cả nhà. Cái tà nó xòe ra đẹp lắm. Đầm em đang mặc 1409 chốt chị có giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu em đang mặc nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em luôn. 1409 và kèm số điện thoại cho em nha. Chị có giá là 299.000 đồng thôi nè. Rồi nhanh tay luôn nha cả nhà ơi. 1409, 299.000 đồng mẫu em đang mặc. 40kg đến tầm khoảng là 65kg mình mặc vừa nha. Vải cổ tông lạnh, form lên chuẩn rất là đẹp luôn. Và có túi này là túi thật luôn nha cả nhà. Cái tông màu da này là dễ mặc nè, không kén da. 1409 chốt giá là 299.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em nha. Mã 1409 kèm số điện thoại cho em nha. Vải mềm lắm các chị ơi, mặc mát lắm luôn á. Rồi cái tông màu này thì quá dễ mặc luôn nè. Ai thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay lúc này để em chiều hàng nha. Mã là 1409 và kèm cho em là cái số điện thoại nha các chị. Đó, kèm số điện thoại giúp em. Rồi, sale luôn trên live. Giá chỉ có 299.000 đồng. Ơn mẫu này thì các chị nhớ lên đơn liền luôn giùm em nha. Ngay lúc này để em chiều hàng nha. 299.000 đồng mẫu em đang mặc nha. 1409 và kèm số điện thoại nha cả nhà. 299.000 đồng. Bao trộm đẹp luôn, 40kg đến tầm khoảng là 65kg mặc vừa luôn nha các chị. Rồi, mã 1409, còn ai lấy mẫu này nhớ nhanh tay mình lên đơn liền. Bây giờ em sẽ sale thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nữa nha. Rồi các chị ơi, mẫu này giá sốc nữa nè. Giá này sale là không có lời đồng nào luôn á chị, thiệt luôn á. Mẫu này em sale là sale lỗ luôn á. Thật ra cái mẫu này thì bán rất là nhiều rồi. Và đợt trước là do là may cái size size M nó nhiều quá các chị ơi. Size M hơi nhiều nên là còn bị sách kho lại. Và các chị biết đó, chị nào mà
mà khách mà quen thuộc bên em rồi các chị rất biết là thường đa số là mọi người hay mặc là size XL hay X là nhiều, size L cũng ít và ít nhất đó là size M. Nên là bây giờ này em có shop hỏi size M thì em sẽ dành ra em sale xả luôn, sale lỗ luôn nha, thu hồi vốn lại thôi chứ em không có lấy lời luôn. Các chị mình tranh thủ lên đơn nha, 1, 2, 4, 7, có 8, 19 ngàn thôi nè. Yên tâm giá mình thấy rẻ vậy chứ mà đầm rất là đẹp nha. Mẫu này được trước bán 299 không à. Giờ em chốt 89 ngàn lỗ vốn luôn các chị ơi. Vâng, à không phải, lại vải này là lụa mango nha. Có túi hai bên họa tiết cây khô nút từ trên xuống dưới luôn nha. Mình mặc thì sẽ có dây khóa kéo đằng sau nha cả nhà. DA141247 1247 em chốt ngày hôm nay cho nhà mình luôn với giá chỉ có giá là 99 ngàn đồng. 9 à, 89 ngàn đồng. 89 ngàn đồng mẫu em đang mặc nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em chừa hàng chừa sai luôn. 89 ngàn đồng mẫu đầm này. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn sớm em chịu hàng nè. Đây cái form của nó này các chị, rất là dễ mặc luôn nha. Mẫu này thì che bụng cũng được luôn nha các chị. Rồi chốt với giá là 89 ngàn đồng, mã 1247. Ok chị Nguyễn Thị Bình, chị ơi thêm cho em số điện thoại luôn nha. Mẫu này em sale xả luôn. Rồi 89 ngàn giá sốc luôn. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt liền. Trời ơi hả chị đi mà. Hôm nay là giá rẻ lắm cả nhà, tranh thủ mình vào like mình săn sale nha. 1247 ok chị Hà, à, chị Hải, anh Lê. Rồi chị ơi nhớ cho em số điện thoại luôn. Các chị ơi đặt hàng thì cứ làm mã này và kèm số điện thoại để được lên đơn nha. Đây đầm này em chốt luôn rồi, có 89 ngàn. Rồi nếu mà chị nào mà vừa sang mờ ở đây, các chị chốt thêm em đầm này nữa nè, 99 ngàn thôi. Trời ơi đầm đẹp lắm luôn á trời ơi. Mà bây giờ em sale quá rẻ luôn á. 1247 ok chị Thiên Hương nè. 1247 chị Dung Phan với 1364 cho chị Dung Phan nè. Rồi đầm em đang mặc là 1247 cả nhà lên đơn nha, còn cái size M thôi. Còn size M tiếc dễ sợ luôn, thà nó ví dụ như nó còn size 2XL 2X là chắc chắn là nó hết lâu lắm rồi. Mà bây giờ em còn có size M thì thôi em xả luôn, tại ít khách mặc vừa em sale luôn nha, sale tặng luôn. Các chị nào vừa hoặc là mình thấy người thân bạn bè mình vừa mình mua đi cả nhà ơi. Giá rẻ lắm, không nhiều hết trơn, có 89 ngàn. Cái này rẻ hơn tiền vải của bên em rồi các chị. Đó các chị tranh thủ mình lên đơn. Bây giờ nè, lên thêm cái này nữa nè. Cái này cũng là em sale 99 ngàn luôn. Nếu mà lỡ mà mình vừa sang mờ hôm nay mình gom hàng đi các chị. Mình gom hàng đi. Em có rất là nhiều đầm mà sang mờ mà em xả hàng lỗ vốn lắm, nhiều lắm luôn các chị, cứ từ từ mình theo dõi. Nhưng mà chắc có lẽ em sẽ lên xem kẻ thôi chứ em không có thể lên một loạt được, tại vì ở đây cũng có nhiều chị mặc size khác á. Thì để cho mọi người dễ đặt thì em sẽ lên xem kẻ nha. Và cái mẫu em đang mặc đây là 1347 các chị. Có nhầm không ta? Các chị ơi, cái chừng nhầm nha. Cái sơ mi cây khô vừa nãy là 1247. Xong rồi, đến cái này nó là 1347 nha các chị. Cái này mã là 1347 nha. Rồi, cũng y chang trường hợp với 1247. Sót kho còn xem mờ ấy chị ơi. Sót kho còn xem mờ. Rồi đầm này em chốt luôn cho mình nha, 99 ngàn. 99 ngàn. Tự nhiên chọc vô cái mã 1247. Bình thường là các chị thấy bây giờ lên mã 1314 gì rồi đúng không các chị? Đó, còn cái 1247 lý do là mã 1247 lý do là em may mấy đợt hàng lận. Đợt trước may bán rất là chạy cái mẫu này luôn á. May hai đợt hàng em bán hết rồi. Sau đó là có một khoảng thời gian về mấy đợt mã mới khác, sau đó là có vải tiếp em may tiếp á, nên là vẫn còn cái mã 1247 ở cả nhà. Cái vải này coi dạng ít nha chị nha, nhưng mà đủ vừa để mà mình mặc nó thoải mái. Nhưng mà mình cứ trong vòng khoảng là eo của mình tầm khoảng 74. Mẫu này eo 74 trở xuống nha. Còn cái này là eo 70 trở xuống. Mã 1247 chốt là 89 ngàn nha. Rồi, còn cái mẫu này thì cái form của nó là 74, eo 74 nè. Đây các chị nhìn cho em nè. Đó, các chị nhìn giùm em nè. À, em ơi chị đặt mỹ phẩm nhưng hôm nay hàng về mà thiếu hàng. Chị Thiên Hương ơi, hình như mình nhầm shop rồi chị. Bên em bây giờ hiện tại em đang bán đầm. Em đang bán đầm thôi à, chứ em chưa, em không có bán mỹ phẩm chị. Chị Thiên Hương ơi, mình nhầm shop rồi chị ạ. À. Rồi đầm em đang mặc nha. Mã này là 1247. Mẫu này em chốt luôn với giá chỉ có là
99.000 thôi. 99.000 thôi nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị nhớ đặt hàng sớm giùm em nha. Đẹp lắm luôn, phối nguyên một dàn nút nè, tay dài cho mình vải mát rượi luôn. Rồi cái tông màu đỏ đô này nha cả nhà, các chị mặc bao trắng luôn. 1347 nha, đuôi cá. À, có trung niên, đầm trung niên hả chị? Bên em là chuyên đầm trung niên mà chị. À, mình cứ từ từ theo dõi đi. Sẽ có một số mẫu mà các chị trẻ tuổi cũng mặc được và các cô trung tuổi cũng mặc được, và có một số mẫu là chuyên về các cô trung tuổi mặc được luôn, thì em sẽ lên dần dần nha. Bây giờ mình đợi em có cái mẫu này nè, có cái mẫu này là các cô mặc cũng đẹp luôn, đợi em một chút. Đây cái mẫu này mặc rất là sang nè cả nhà, chờ em nha, sau mẫu này em lên mẫu đó luôn. 134799 nha chị Hồ Thu, ok chị nè. 134799 nha các chị ơi, rẻ lắm các chị ơi, lên đơn đi cả nhà. Hôm nay mình đâu có cần phải đánh đo suy nghĩ làm gì đâu, tại vì các chị thấy đó, đầm em bán là không có lời, cái giá nó rẻ hơn cả cái giá sản xuất của bên em. Mục đích hôm nay em sell cho mình những cái mẫu mà có 89.000 này là chỉ để là xả cho hết thôi, cho sạch hàng luôn, cho gọn kho và thu hồi vốn lại để mà may lên những cái sản phẩm mới. Nên là các chị ơi, các chị khỏi lo về giá đi, mình thấy giá rẻ chứ mà em bao cho mình là chất lượng luôn nha cả nhà. Rồi đây các chị ơi, 1347 các chị cứ lên đơn nhanh tay nha cả nhà, cứ 54 kg trở xuống mình mặc vừa. 54 kg trung bình 1m6 nha các chị, nếu trường hợp ai cao cao 55 kg mình mặc vẫn được. Giá em chốt ngày hôm nay cho mình là 99.000 thôi, phải đẹp lắm. Em là bản thân em nha, em rất là thích cái vải này luôn. Mặc dù mình nghe giá nó có 99.000 chứ vải nó thực sự rất đẹp nha các chị, thực sự luôn. Thì các chị cứ để ý, thường những cái mẫu tay dài đáng lẽ ra ít gì nó cũng phải có vài nếp gấp ở đây chứ đúng không các chị, nó vài nếp nhanh đấy. Ý vài nếp nhanh đây, tại vì mình hay hoạt động, mình hay cử động thì mình cũng phải có cái nếp nhanh đây. Nhưng mà khi các chị thấy đó, nó không có nhanh đâu, vải này nó không nhanh cả nhà ơi, vải đẹp lắm đó. Size nói chung là size L, XL, 2X hết lâu lắm rồi. Bây giờ em còn size M em xả luôn. May cái mẫu này size M hơi nhiều nên em xả nha, xả rẻ luôn. Rồi ok chị Hồ Thu. Rồi bây giờ mình lấy mẫu này cứ đặt cho em nha, 99.000 mã 1347 nha. Bây giờ em lên đầm trung niên nè, để cho các chị hay là các cô trung tuổi mình mặc nè. Rồi em vài giây nha. Một cái mẫu đầm mà phải nói là độ co giãn là số 1 luôn. Số 1 luôn các chị ơi. Rồi chờ em vài giây nha. Cái mẫu này mà nói co giãn số 2 thì không có cái nào dám gọi là co giãn số 1 hết trơn các chị, thật sự. Tại vì á, đây các chị nhìn cho em nè, nhiều lắm, đầm này thậm chí 95 kg các chị mặc vẫn vừa luôn, các chị các cô mặc vẫn vừa luôn. Mã này của em là 1423 chỗ cái chị công nhận luôn á, mặc lên một cái là cảm nhận ngay cái độ mát của cái chất vải liền nè, nó vừa mịn vừa mát luôn nha, nó vừa mịn vừa mát, mặc rất là đã luôn á. Và có một cái dây để mà mình cột chỉnh tùy chỉnh ở cái phần eo này. Các chị cột đằng sau cũng được, cột đằng trước cũng được nha. Ở đây thì em đang cột đằng trước cho mình xem. Mã đầm em đang mặc 1423 nha, có túi luôn, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Rồi ngày hôm nay nha, em chốt cho các chị mình luôn, chờ em một xíu nha. 1423 chốt luôn, chỉ có giá 349.000 đồng thôi các chị ơi. Vải này rất là hiếm, đây là vải Atashi ánh kim. Và Atashi ánh kim là sao các chị? Tại vì nó sẽ có những cái hình chị ánh kim nè, những hình chị ánh kim hay nhiều chị gọi là chị kim tuyến đó các chị. Nó sẽ chạy trên đường, trên nền vải như thế này. Nó chạy trên thôi nha cả nhà. Còn mặt bên trong mình mặc nó êm lắm, nó không có ngứa một chút nào hết. Thậm chí mặt bên ngoài, vải bên ngoài cũng rất là mát, cũng rất là thoải mái luôn, không ngứa ngáy, không khó chịu gì đâu nha. Đầm này 40kg đến 95kg vẫn vừa. Nên mẫu này nha, thậm chí cái size M, thậm chí mà cái size M thì nhiều khi cái chị 65 kg mình mặc vẫn vừa luôn nha.
Những cái mẫu co giãn tốt thì mình có thể linh động trong các size được nha cả nhà. Mã đầm em đang mặc đây á, là DA 1423 và chốt ngày hôm nay trong mình chỉ có giá là 349.000 đồng. Cái này đúng siêu phẩm luôn, mặc rất là sang. Rồi ai lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em nha. 1423 và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. 1423 chốt với giá chỉ có là 349.000 đồng. 349.000 đồng mẫu đầm này thôi. Ai ưa mẫu này nhớ lên đơn liền cho em nha. Coi giả là khỏi bàn cãi luôn nha cả nhà. Cái mẫu này thoải mái lắm, cả nhà cứ đặt đi. 1423 chốt với giá chỉ có 349.000 đồng. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sử dụng em luôn ngay lúc này nha, để em chừa hàng và chừa size cho các chị mình luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi, chốt sale luôn. Chỉ có giá là 349.000 đồng. Rồi xong chưa các chị, chuẩn bị ứng qua mẫu khác. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm cho em luôn ngay bây giờ nha. 1423 nha cả nhà, sang lắm. Các chị, các cô, đặc biệt các cô trung tuổi mặc cái mẫu này rất hợp luôn. Và chiều dài nó cũng vừa phải nha cả nhà. Em KM62 mẫu này dài tới đây nè, dễ mặc lắm. Mà trường hợp ai mà mình thích cắt ngắn thì mình cứ cắt lên, không ảnh hưởng form đầm luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Mình đợi em vài giây. Xem kể em lại lên cho mình một cái mẫu đầm sale xả kho. Đây em cầm mẫu này xem mờ. Các chị ơi nha, mình chia sẻ like giúp em luôn nha. 99.000 nha các chị. Maxi mà có 99.000 à. Cái mẫu này là nó dài, em cam mới có 2, nó dài tới cổ chân em rồi nè. Rồi, rất là đẹp luôn, lụa mango luôn nha cả nhà. Đợt này em chốt là 99.000, chị nào mình thích cứ lên đơn luôn cho em nha. Cái này còn mấy cái mờ này, em chốt 99.000 luôn các chị. Cái này thì nãy like rồi, cái này 1354 99 luôn, còn size mờ. Đa số em còn size mờ thôi. Nếu mà size LXL 2X là dễ bán lắm. Rất là dễ bán luôn, cả nhà đi hàng cái veo à. 99.000. Nhưng mà do cái size mờ thì ít khách mặc vừa. Đây là hôm nay chị nào may mắn vừa mình đặt luôn nha. Các chị thấy ở trên là sẽ là một lớp, nhưng mà tới ngang tới đây là sẽ có hai lớp nha, nên là mình mặc không có bị hở đâu nha cả nhà. Bên trong có lớp lót rồi nè. Đó, không có bị xuyên thấu đâu. 1372 nha, cái mẫu này em còn mờ. Chốt luôn 99.000. Phía sau dây khóa kéo có sẽ tà nhẹ hai bên. Vải này mặc mát cực kỳ luôn. 1372 99.000. Rồi các chị lên đơn nha, 1372 99.000. Đầm em đang mặc nha, 1336 99.000. Đầm này xem mờ thì eo tầm 70-72 trở xuống mặc vừa nha. Mã là 1336. Chị nào mà mình thích mẫu này cứ lên đơn cho em nha. 1336 và kèm cho em điện thoại nha. Chốt ngày hôm nay cho các chị mình luôn với giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Chị nào mà mình thích mẫu này cứ lên đơn liền cho em luôn ngay lúc này nha. 1336 và kèm số điện thoại cho em nha. Chốt với giá chỉ có là 99.000 đồng. Quá rẻ luôn. Vải mềm mát, có co giãn và không có bị nhanh nha. À, rồi 1372 độ co giãn nó ít chị. Có 1336 thì với lụa mango nó có co giãn nhưng mà vừa phải như vậy nè. Đó, em test cho mình xem luôn. Ở phần eo có đường may nè thì nó co giãn cỡ này. Rồi, đầm em chốt là 99.000 nha. Sale lỗ mã 1336 nè. Chị nào mình lấy cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ ạ. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nha. Mình đợi em vài giây ha. Em lên tiếp cho mình thêm một cái đầm sơ mi đi ha. Sơ mi mới của bên em. Mẫu mới. Đây. 1434. 1434 nha cả nhà ơi, em chốt với giá chỉ có là 299.000 đồng thôi nè. Và 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn. Rồi chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn cho em nha. 1434. Và kèm số điện thoại nha cả nhà. Xuất sắc cho các chị.
cao số 2 form đầm này dài đến đủ quên đến bắp chân luôn, đến bắp chân cho các chị mình luôn nha. Form sang lắm, cái này đi làm đi tiện đi chơi đều được như cả nhà ha. Và đặc biệt là cái mẫu này cho dù nha thời tiết nóng nực khó chịu đi và mình mặc đi làm cả ngày đi chăng nữa thì các chị mặc vẫn cảm giác rất là thoải mái. Tại vải này nó rất là mềm mại, nhẹ nhàng và mát mẻ cho các chị mình luôn. Rồi đầm em đang mặc mã sản phẩm là DA131434. Chốt với giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này nha, chị nào mình ưng đặt liền nha. Mời hạn chị Hồ Thu để em kiểm tra lại. Rồi các chị đợi em một xíu nha. Em thấy hình ảnh nó cũng ok á. Nó cũng ok mà chị Hồ Thu, có thể là do bên mạng bên mình rồi. Đầm em đang mặc mã sản phẩm là DA1434. Cái vải này nó có co giãn nè, có co giãn cỡ vầy nè chị. Đó. Đây em test cho mình xem. Rồi. Nó cỡ vầy này nó cũng tầm tầm với cái vải lụa màu lụa mango cả nhà. Rồi các chị ơi, chị nào lấy cứ lên đơn nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Thường em mặc thì hay bị rộng xếp size M. Mẫu này em chốt là DA1434, sale với giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này nha. Ưng mẫu này thì các chị nhớ đặt hàng liền luôn. Đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được. Có 299.000 thôi, chất đẹp lắm. Cái vải này mặc mát cực kỳ luôn. Rồi chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng cho em nha. Mã sản phẩm là DA1434. Các chị ơi em có cái mẫu zoom này nè. Zoom này zoom dài. Em còn size 2X thôi. Chị ăn 69.000 luôn nha. Mã là 1282. Còn size 2X nhưng mà thật ra cái form các chị thấy nó hơi nhỏ nha cả nhà. Nên là em chốt luôn 69.000. Các chị tầm khoảng 55-57kg chịu xuống mặc vừa. 55-57kg chịu xuống mặc vừa. Mã 1282 chốt sale là 69.000. 1282 69.000 nha. Chị nào mình lấy cứ lên đơn, có túi và có hai lớp nha. 1282 69.000 đồng. Chốt liền tay nha cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc mã là DA1434, chị nào lấy cứ lên đơn chốt giá là 299 nè. Đủ hàng cho các chị mình luôn. Và 40kg nè, đến tầm khoảng là 65, à không, mẫu này thì có thể tầm khoảng 67-68kg vẫn được nha. Eo mình tầm khoảng là 88 chữ xuống mặc ok. Giá chốt ngày hôm nay cho mình chỉ có là 299.000 đồng thôi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt cho em nha. Mã sản phẩm là DA1434. 1434 và kèm số điện thoại nhanh tay nha cả nhà. Lan em lưu lại em bật bài live mới, các chị mình tiếp tục theo dõi bài live tiếp theo nha.